Nga đang tăng tốc sản xuất phiên bản mới của máy bay không người lái tự sát KUB Bla. Vũ khí này có thể trở thành ác mộng cho Ukraine. Theo SOFREP, Nga dường như đang gắn một thiết bị vào bụng của UAV này với một đầu đạn được nâng cấp nhồi thuốc nổ OKFOL mạnh gấp gần 2 lần so với TNT. Trang bị trên khiến loại vũ khí này có thể trở thành ác mộng với đối phương. Mặc dù chưa rõ khi nào Nga đưa KUB Bla vào chiến trường, nhưng dựa vào nội dung trả lời phỏng vấn gần đây của chủ tịch Kalashnikov Alen Lushnikov có thể thấy quân đội Nga dường như đã được nhận bàn giao loại UAV này. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận. Phiên bản ban đầu của KUB Bla ra mắt vào năm 2019 đã có một số tính năng vượt trội, bao gồm khả năng di chuyển gần như im lặng trong 30 phút với tốc độ tối đa 130 km/h. Tuy nhiên, phiên bản đó bị hạn chế bởi đầu đạn tương đối bé và không phổ biến bằng các loại UAV khác của Nga như Lancet. Phiên bản cập nhật có vẻ sẽ tạo ra một đòn tấn công mạnh hơn nhiều vào các mục tiêu của Ukraine.